Thứ nhất là buổi cuối, thứ hai nữa là cũng cũng muốn chia sẻ thêm cho mọi người một vài cái key để ứng dụng, bởi vì nếu như anh chị nào không đồng hành tiếp em được, cái điều đầu tiên đó là em chia sẻ với cái key ứng dụng trước nha. Cái hồi nãy em có nói về hai cái cánh cánh máy bay của một doanh nghiệp á, thì đó là system, hệ thống và thương hiệu. Rất nhiều công ty bây giờ họ chuyển hướng, họ đầu tư về thương hiệu, ai cũng biết giá trị về thương hiệu rồi, nhưng mà cái quan trọng là mình hiểu được cái giá trị thương hiệu của công ty và thương hiệu của cá nhân nó song song với nhau. Và giống như mình đặt một câu hỏi thôi, các anh chị đều biết là ông chủ của Vin là ai, nhưng mà có một người bạn song hành với bác Vượng là bên ông chủ của Sun, thì nó không được phổ biến và không được đại trà, cho dù cái tập đoàn đấy cũng quá quá kinh khủng. Sun Group chuyên mà xây các cái dự án nghỉ vui chơi, hay là ông chủ của Sông Đà, một trong những công ty mà gọi là đang xây dựng top đầu Việt Nam hiện tại, thì có thể có cái hướng họ đi như thế, họ không thích làm thương hiệu cá nhân hoặc là không thích làm thương hiệu của ông chủ tập đoàn, nhưng mà nếu có thương hiệu của ông chủ thì nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Giống như ông chủ của Viettel hay là của Thế Giới Động, họ đều hướng đến là đi song song cả hai, và nó đều rất là tốt. Nên đối với mỗi cá nhân chúng ta, khi mà ứng dụng về nói trước đám đông, nghề chia sẻ hay là truyền cảm hứng hay là trao giá trị, thì nó bổ trợ rất tốt cho cái vấn đề chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà xây dựng thương hiệu cá nhân thì em vẫn nói có hai cái cách để chúng ta để lại tên tuổi của mình ấy. Thì cách đầu tiên là viết nhiều bài, và viết sách hay là viết blog, đúng không? Và cách thứ ba là cách thứ hai là nói. Thì nói ở đây mình có thể nói ở các sân khấu, các buổi talk show, các buổi chia sẻ, hay là mình làm bằng video. Video thì bây giờ nền tảng là nền tảng về TikTok, thì nói chung là đối với các anh chị thì cũng khá lớn, và các chủ doanh nghiệp thì em nghĩ là cũng không phải là rào cản lắm, nhưng mà nó cũng không phải là cái dễ tiếp cận. Giống như là các cái đối tượng làm hệ thống thì họ làm cái này nhiều hơn, hay là các công ty giải trí. Nhưng mà kênh YouTube là một trong những cái kênh mà nó khá là hay, bởi vì nó sử dụng làm cái kênh truyền thông nội bộ luôn, và nơi mà mình chia sẻ, và nó rất là tuyệt vời đấy. Và cái việc mà mình sử dụng về cái kênh YouTube để mình TikTok, mình lưu, thứ nhất là lưu tài liệu, lưu những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình một cách chuẩn chỉnh. Mình chỉ cần thêm một nhân sự, nếu như ví dụ như bên anh Thắng đi, là một người rất là bận rộn, nhưng mà anh chỉ cần hỗ trợ thêm được một nhân sự, nó hỗ trợ anh về edit, nó hỗ trợ anh về thiết kế thêm thumbnail, nói chung về kỹ thuật trên YouTube, thì chỉ cần một bạn mà chịu khó thêm khoảng 6-7 triệu nữa thì bạn có thể cover cho anh và giúp cho anh có một cái kênh bài bản và chuyên nghiệp. Và khi mà anh đi chia sẻ đối với sinh viên, hay là đi chia sẻ với khởi nghiệp, mà anh có một cái kênh YouTube chia sẻ về hệ thống lại tất cả những cái bài học, các thứ kiểu, thì nó đều rất là ok. Ở đây kể cả chị Hương hay là Tuấn cũng thế, mình có một cái kênh YouTube cho mình, và mình lưu đầu tiên, mình chưa nói gì về marketing đi, chưa nói rộng về marketing nó sâu đi, nhưng mà nói về việc mà mình có một kênh để mình lưu mà các tài sản của mình, thì một kênh YouTube là kênh rất là bài bản, nó rất là tuyệt vời, đúng không? Và nên đầu rồi. Tư Yeah. Chị cứ khái niệm là chị lưu tài liệu, ví dụ như chị nhớ tài liệu gì chị muốn chia sẻ chẳng hạn, chị quay lại luôn, chị cho yeah. Thì đấy, thì cái giống như em chia sẻ trong cái chương trình của mình, đúng không? Cái cách mình viết thì nó rất là lâu, mà nhiều khi mình không có sẵn bút sổ, nhưng mình cầm điện thoại lên mình quay, mình lưu lại rất là nhanh. Nên kênh YouTube là một trong những cái nền tảng mà mình cần phải tham gia vào, nó cực kỳ tốt, mà mình để lại cho sau này cực kỳ tốt luôn đó. Và nếu mà mình làm chuyên nghiệp thì qua cái bước thứ hai là làm chuyên nghiệp, thì mọi người sẽ phải làm đều, nó có thể là một tuần một video, hoặc một tuần hai video, hoặc có những giai đoạn của em là một ngày một video. Bây giờ em vẫn duy trì một ngày một video, nó có thể là đang chưa theo chủ đề hoặc như nào đấy, nhưng mà một ngày một video, hoặc có những giai đoạn mà dịch á, em tập trung, mà em tập trung kênh thì cần như một tháng là một ngày em up hai video vào buổi sáng và buổi tối. Nên là cái giờ kho tài nguyên của em sử dụng để em gửi cho khách hàng, em sử dụng làm tài liệu đào tạo nội bộ, em đóng gói thành hệ thống chương trình đào tạo, và nó đều có hết, nên nó rất là dễ nói. Ví dụ như ở đây chị Hương đào tạo cho hệ thống, chỉ có kênh YouTube chị gửi lên, nó chuyên nghiệp nha, nó chuyên nghiệp. Ở đây là ví dụ như nó có tiêu thì, đề này. Chị quay lại tài liệu, chị bỏ vào đấy, sau đấy có lúc thì chị kiểu muốn hút khách hàng tiềm năng ấy, là chị đăng post ở trên Facebook ấy, sau đó có tài liệu đấy là chị lấy link đấy, là chị gửi mọi người luôn, rất là nhanh, tức là mình chuẩn bị hết. Dạ ok, cái đấy cũng là một cái cách, nhưng mà nếu mình làm cho nó chuyên nghiệp hơn, để nó tiếp cận được nhiều người hơn, thì đến nói chung là về đến là tài liệu nào mà có ý nghĩa gọi là để chia sẻ ở ngoài thì chị sẽ làm chuyên nghiệp. Yeah.
Ok, thì dạng như là mình có thể là vô tình cái giai đoạn là mình chuyển từ việc là mình lưu tài liệu, xong mình chuyển qua giai đoạn là mình bắt đầu chia sẻ nội bộ, nhưng đến một lúc tự nhiên nó tích lũy lại được rất là nhiều đi, nó sẽ trở thành một cái kênh để mà chia sẻ đại chúng và nó tạo ra khách hàng cho mình rất là tốt. Thì cái câu chuyện là kênh YouTube cũng là một cái thứ rất là hay, nó gọi là video marketing mà có thể làm mình làm video giống như bữa giờ anh em mình làm á, thì mình đăng trên nhóm là để luyện tập thôi. Nhưng mà nếu mình chỉnh chu hơn, mình đầu tư về câu từ, mình đầu tư thêm về một chút yếu tố về hình ảnh, một chút yếu tố về âm thanh và edit nó chuyên nghiệp một tí, thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều video. Và cũng một cái bài nói đó, mình có thể chia sẻ video đấy trên fanpage nè, trên YouTube nè, hay là trên một vài nền tảng khác khác nữa có, thì giống như Mocha hay là TikTok, dạng dạng như rất là nhiều nền tảng video, và nó tạo nên những cái chuỗi giá trị liên tục. Thì cái mục đích của mình sâu xa hơn để mình rèn luyện nói á, thì mình phải biết là mình phải 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 output ra như nào, phải luyện tập ở đâu, thì cái việc mà làm video để chia sẻ là một cái nơi rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đó đó là cái điều mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì trong cái chương trình 21 ngày sắp tới, em cũng sẽ ứng dụng một cái module rất là hay, đó là video marketing của thầy Phạm Thành Long, là về cái cách đặt tiêu đề, cái cách hướng dẫn mọi người về làm video, cái cách để giúp cho mọi người mà có thể gọi là sản xuất video, những cái liên quan đến video từ cơ bản lên nâng cao, về cả tế tối ưu sale. Thì những cái đó thì em sẽ chưa chuyên, nhưng em có một vài người coach về YouTube cho em sẽ hỗ trợ thêm. Thì em nghĩ là cái việc mà chúng ta ứng dụng nó trước đám đông, nó phải tạo ra tài sản, nó phải tạo ra kết quả luôn là bằng những cái video của mọi người. Em vẫn tập trung cái key của em, đó là về nói trước đám đông. Em cũng không phải quá mạnh về video, nhưng mà em đủ biết được là cái kịch bản để làm, em biết được cái cách để tối ưu, em biết được cái cách mình có thể sử dụng một mình vẫn có thể làm ok tốt được. Thì cái câu chuyện là tất cả chúng ta ở đây đều tâm huyết về nói, về chia sẻ, thì chúng ta cần làm video và chuyển nó lên những cái nền tảng có thể lưu được, ok không ạ? Thì đó là một vài cái chia sẻ của em, để nếu mà anh chị nào đồng hành tiếp thì tất nhiên là sẽ biết là sẽ đi cùng em trong những cái chương trình video, và nó giống như làm bài tập, nhưng mà thay chúng ta sẽ có hai cái: một là bài tập review lại bài để mình tự nhớ, hai là làm video để mà làm theo cái chủ đề. Ví dụ như là nó có những cái chủ đề tiêu đề sẵn có, và dựa trên những tiêu đề sẵn có đó và mình thu hút được, gọi là những cái tiêu đề đó đã được phân tích và đã được gọi là tổng hợp lại dựa trên những cái khảo sát của những người thầy rất là trùm về marketing như thầy Phạm Thành Long. Thì cái khóa này em cũng đã học và em ứng dụng nó vô đây, mix hai cái lại về nói và làm video. Thì đó là một vài cái thông tin dành cho anh chị để mà anh chị có thể quan tâm thêm và dành thời gian được rồi đó. Và bây giờ thì nói chung thì ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc rồi, mai để em nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút thì cũng đủ 2 tuần. Thì cái điều đầu tiên là em cũng rất là xin lỗi, bởi vì chưa chưa thực hiện được đúng cái integrity của mình, là cái sự chính trực cam kết ấy. Thì ra bữa trước cũng chưa cam kết, mới chỉ nói ra, nên mình cũng chưa 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 phải cam kết lắm, nhưng mà cứ nói là em sẽ duy trì cái nhóm này trong vòng 66 ngày. Nhưng mà cái suy đi tính lại thì em thấy là thứ nhất là về vấn đề là cái số lượng để cho nó cải thiện về chất lượng và số lượng. Cái thứ hai nữa là cái việc mà để cho nó nghiêm túc và nó giá trị nó được trọn vẹn, thì em sẽ tạm ngưng, gọi là tạm ngưng và chuyển đổi được không? Tạm ngưng và chuyển đổi nó qua một cái dạng khác, nó vẫn là duy trì đấy. Nhưng mà có thể là một vài anh chị sẽ không không tiếp tục được, thì là do cũng là cái điều mà em chưa thực hiện đúng ở cái góc độ kia, thấy không? Nên là hy vọng là kết thúc 14 ngày thì tất nhiên nó cũng có những cái tâm huyết nhất định, nó cũng có những cái thay đổi nhất định, nó có những cái bài học nhất định, nó có những cái chia sẻ nhất định, và có những cái góp ý chia sẻ. Thì ngày hôm nay cũng muốn dành thêm khoảng 15 20 phút cuối ấy, thì mọi người có thể cho em, thứ nhất là cái xin một chút, thứ nhất là cái cảm nhận, thứ hai nữa là một vài cái góp ý để cùng xây dựng, để cho cái nhóm mới nó tốt hơn, và khi mà mình góp ý để cho người khác tốt hơn thì mình cũng sẽ trở nên tốt hơn đấy. Thì cũng muốn lắng nghe những chia sẻ của những người rất là tâm huyết ngày hôm nay nè. Ok, đầu tiên chắc từ chị Hương đi, chị có muốn chia sẻ hay là muốn gửi gắm thông điệp hay muốn góp ý gì cho em không ạ? Sau 14 ngày nhanh thật đấy, tự nhiên hồi nãy em bất chợt nhìn ra em thấy thời gian trôi nhanh quá. Rồi ok nhé. Điều đầu tiên thì chị muốn gửi lời cảm ơn Cương rất là nhiều, thì tạo ra cái cơ hội cho nhóm Joy vào như thế này, chị chia sẻ để học hỏi nhau. Thì đối với bản thân chị thì chị rất là ham học hỏi đấy, rất là ham học hỏi luôn.
Bất cứ tham gia học là vào join vào nhóm nào chị cũng rất là nhiệt tình. Nó thật là thế, nhưng mà đó là cũng cái cách mà mình rèn luyện cho chính bản thân mình và mình kỷ luật bản thân hơn, để mình có thể nâng cao cái kỹ năng cho mình. Thì vào nhóm mình thì thứ nhất là luyện được cái kỹ năng là học nói tốt hơn này, kỹ năng thao tác tay chân chẳng hạn, thì mình có cơ hội để mình luyện. Còn nếu như một mình bản thân mình mà tự tập ở ngoài cũng rất là khó, nếu như có nhóm join như này thì ok hơn. Nhưng mà qua còn chị chia sẻ một chút là nếu như mà cùng với một nhóm khác ấy, nếu như em mà chị chia sẻ một chút là nếu như mà trong một cái nhóm nào mà em tạo ra, thứ nhất là cái số lượng người nó phải 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 là đông hơn một chút để tạo ra cái không khí cạnh tranh nhau, là một. Thứ hai nữa là khi mà mình chia sẻ cái chủ cái buổi nào chẳng hạn, thì nên có cái chủ đề để người ta biết là hôm nay cái chủ đề rất là hay, người ta háo hức người ta vào đấy, thì có chủ đề chủ đề từng theo từng ngày như thế, thì người ta biết được là hôm nay chủ đề nào, thì người ta lưu, người ta ghi nốt lại để người ta học lại chẳng hạn, thì nó ok hơn. Bởi vì thay vì ví như mình vào như này nhưng mà nhiều người thì họ vào sau chẳng hạn, mình nốt lại thì chủ đề tiêu đề nó chưa chưa được liền mạch, thì có người họ sẽ thích thích là kiểu là bởi vì ở đây là gọi là chia sẻ nó có chưa chưa có liền mạch cái tiêu đề nào chẳng hạn, thì người ta bừa vào bừa phờ không. Nhưng nếu như mình học, mình có thông báo là tuần này thì chúng ta sẽ đi theo chủ đề nào này, tuần tuần sau chúng ta đi chia chủ đề nào chẳng hạn, ví dụ như hôm nay bạn đi vào ngày này hôm nay mà ngày hôm qua không học chẳng hạn, thì nó sẽ không hiểu lắm. Nên là yêu cầu mọi người sẽ vào học 100% như thế thì nó sẽ hiểu hơn theo cùng một chủ đề đấy, là ý kiến của chị. Và có quy luật, đương nhiên là khi mà mình tham gia nhóm mà để tạo ra một chất lượng thì điều đầu tiên là mình phải có kỷ luật ấy, có kỷ luật, đưa ra luật nhóm là như thế nào, phạt như thế nào chẳng hạn, nghiêm khắc một chút, thì như thế là tạo ra cái kết quả cho mọi người hơn. Ok, xin cảm ơn chị Hương, hay quá. Có rồi, ba ý góp ý của chị rất là tuyệt vời, và em sẽ bổ sung cho cái nhóm 21 ngày nó sẽ chuẩn chỉnh hơn, em sẽ làm nó chi tiết hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ok rồi, tiếp theo xin mời Tuấn đi. Tuấn cũng rất là tâm huyết nè, cũng rất là nhiều cái ý tưởng, thì Tuấn có thể chia sẻ một chút được không? Thì mấy cái mà chị Hương chị chia sẻ thì nói thật là nó cũng rất là chi tiết rồi. Tuấn cũng cũng chỉ tập trung vào mấy mấy yếu tố, mấy yếu tố đấy thôi. Thứ nhất là nó cũng phải có nguyên tắc, nó phải có cái rule cho cả nhóm. Thứ hai là mình cũng nên có một cái chủ đề cơ ạ. Thì để trước khi học ấy, có thể là cái bạn học viên đó, giả sử một người mà muốn tìm hiểu, muốn tìm tòi, muốn học hỏi, người ta chuẩn bị bài trước, thì khi người ta sang, người ta ta bước vào khóa học ấy, thì người ta sẽ rất là chủ động, và người ta thấy có thể tự tin. Như như Cương nói là người ta hoàn toàn có thể cướp mic ấy. Như như khi Cương nói là mọi người có chia sẻ không, mọi người có gì không, thì chẳng hạn lúc đấy, lúc người ta đã tích lũy, người ta bung ra chẳng hạn, thì nó như thế nó rất là chủ động cho người ta, kiểu 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 như thế đấy. Thì với cả là đấy, nhóm mình thì cũng phải đặt lại câu hỏi tại sao nhóm mình lại chỉ có từng này người mà cứ gắn kết với nhau như thế. Có thể là mình nghĩ là nó từng này người, gọi là như Cương nói là cuộc sống nó như thế, nó có thể là rất là nhiều nhưng mà quanh đi bù lại chỉ còn vài người. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể nhóm mình có thể đông hơn nữa, thì mình cũng phải xét lại cái cách làm nào để cho nhóm mình đông hơn. Thì đấy cũng là một cái như Cương nói, mọi người bỏ tiền, mọi người đầu tư, mọi người trách nhiệm hơn, thì đấy là một cái mà mọi người sẽ khác. Còn hiện tại mình đang free, mình đang mọi thứ mình đang thả lỏng nó ra, thì nó đúng là rất là khó để mà nó vào một cái quy chuẩn nhất định. Ok, Thì còn gì nữa không Tuấn? mình đi đây thôi. Ok, cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Còn Đại ca Thắng. Xin chào. Thì đầu tiên rất là cảm ơn Cương, tại vì cái gì nói thì nhìn hiệu quả là anh thấy là cái chuyển đổi nó rất là tốt đối với anh. Với là anh thấy là sau khi học thì là cái học và rèn luyện ấy, thì cái kỹ năng mà để anh nói hay là để đứng trước ống kính là thấy nó cải thiện hơn rất là nhiều. Và cái khả năng nói, khả năng truyền đạt, làm chủ được cái buổi học hay buổi họp thì nó tốt hơn nhiều. Đấy thì cái đấy thì rất rất cảm ơn Cương, người đã có những kiến thức và cũng có cái môi trường để cho anh luyện tập.
Còn về cái góc độ góp ý thì thực ra anh nghe buổi đầu tiên thì anh đã gửi cho Cương toàn bộ cái phần cái bộ quy trình mà anh làm để cho cái lúc leadership làm anh nhận làm lúc để trả lời 21 ngày để dậy sớm ấy. Thì cái thứ nhất là thực ra không ai có năng lượng được hoàn toàn được mãi cả, nên là tốt nhất là cứ làm quy trình xong rồi cho nhau vòng quanh họ giữ, và mình như các hội anh tham gia, anh chỉ là vai trò là cái người gọi người cố vấn, người cố vấn hoặc cái người người giữ lửa, tại vì khi mà thấy anh em đuối là mình ra để kích năng lượng nó lên thôi. Thì xong đấy được thì các cái còn toàn bộ cái trong cái đội nhóm đấy họ sẽ tự làm, kể cả những lớp học lớp đấy, gần như anh chủ trì học cả khóa, nhưng mà gần như anh cũng rất ít người biết anh là chủ trì cái học khóa đấy, toàn những người khác ra mặt, nhưng ông nào đuối đuối phát là mình lại kích mấy ông ấy lên thì mình ra mặt một chút. Với hai nữa là cái luật thì mình nên có cái quy định ngay từ đầu. Quy định từ đầu thì như Cương, anh thấy Cương có quy định ấy, nhưng Cương chưa làm thôi. Như của anh thì anh yêu cầu mọi người chuyển khoản, và như thế lúc nào anh cũng được là 80-100% người tham gia. Và tham gia khi họ tham gia như thế cái tinh thần nó khác hẳn. Nó vừa là người ta được và người ta cũng vừa là một cái, chắc Cương tham gia các lớp khác rồi, Cương biết. Dạ vâng. Với một cái nữa là một cái công tác là kêu gọi. Kêu gọi ngay từ thời gian đầu là cái việc kêu gọi rất là quan trọng. Có thể 1-2 hôm đầu là cứ bảo ví như là vào Zoom rồi ít người quá, mỗi người gọi 2 người vào nữa đi. Ví dụ như thế thì ông Thắng lại gọi cho mấy người, ông gọi ông Dương Diếc vào chẳng hạn, chị Hương lại gọi cho mấy người nữa, và cứ đấy gọi vào thì mình tạo ra một cái room nó đông. Sau đó mình chốt, cũng gọi như là chốt cái quy định và cái chế tài luôn ấy. Thì đấy cũng bản chất nó cũng làm cách bán hàng, là mình chốt ngay tại thời điểm đấy là mọi người cam kết. Là những ai cam kết xong là mình sẽ thực ra cái việc mà Cương đứng ra trực tiếp thu tiền hay cái gì đấy, mình cử ngay ra một người làm thủ quỹ rồi chuyển khoản rồi các thứ ấy, thì anh thấy là nó sẽ tốt hơn. Với cái nữa là cái chủ đề thì cũng là một phần thôi. Thực ra chủ đề với anh thì tâm thế học của anh khác, thì dù học bất kỳ ai, ngay từ lúc gặp Cương này anh chỉ đơn giản anh nghĩ là Cương nó làm rất tốt, thì ít nhất là mình có thằng bạn, thằng em nó rất là giỏi để mình cứ đi theo nó, biết gì mình học, giống như mình tự học. Cái suy nghĩ của anh lúc đó nó rất là đơn giản. Còn những người khác thì nghĩ là ông này sẽ phải dạy cái gì, bao lâu rồi, dạy được những ai rồi. Thì đấy là cái suy nghĩ, có thể em cũng cài đặt cho mọi người cái suy nghĩ khi mà em mới ấy, chẳng hạn. Thì em, như anh hôm trước anh buổi đào tạo của anh ấy, thì anh sẽ đào tạo theo kiểu là, có nghĩa là tôi chỉ là một người mà cũng giống như các bạn, nên tôi hôm nay tôi xung phong tôi làm trước. Thì lúc đấy cái tâm thế mọi người sẽ không dò xét nữa. Không dò xét nữa là cái ông này đã làm như này kia, mình và tôi cũng chỉ giống như các anh thôi, tôi là xung phong hơn, thì lúc đấy cái tâm thế vị thế mình nó khác. Thế bảo tôi hôm nay tôi đứng tôi dạy các anh chị thì nó khác hoàn toàn đấy, thì lúc đấy người ta lại tâm thế khác. Dạ. Yeah. Anh có một vài cái góp ý như thế thì anh thấy lịch tố chất Cương thì rất là tốt, kiến thức cũng rất là ok, chỉ có việc sâu chuỗi hệ thống lại và kỷ luật hơn một chút. Ok, cảm ơn anh Thắng rất nhiều, và cũng cảm ơn anh đã gửi những cái quy trình. Nãy anh nói nó đang bị đứt quãng cái câu cuối, chưa nghe được anh ạ. À, đã quên mất rồi. Anh thấy là cái việc mà em thì là cái có cái tố chất rất là tốt, chất giọng rồi cái, thực ra em đi học nhiều cái phần nội dung của em cũng rất là ok rồi. Chủ yếu em cần cần một cái, có nghĩa là kỷ luật hơn về bản thân, về cái điểm yếu của mình. Đó là viết lại hay là hệ thống hóa nó lại, hay là những cái mà khi mình chốt sale ấy, thì anh nghĩ là dần dần em sẽ làm tốt thôi. Dạ. Cụ thể có gì thì anh em còn giao lưu, còn góp ý nhau được. Vâng, anh ok, cảm ơn anh. Cương sẽ góp ý và hỗ trợ anh. Dạ, ok. Đó, anh cứ tham gia lại nhóm đi là được. Để xem cái cải thiện của nhóm mới nó như thế nào nha. Ok. Còn hai người nữa, anh Hà thì cũng đang tổ chức về nhóm rất là nhiều. Thì anh Hà có góp ý gì không anh Hà? Anh Hà cũng đang tổ chức cái nhóm tương tự như này, nhưng mà tụi em thì là cái nhóm lúc giống như anh Hà, thì nhóm của tụi em là bán từ ban đầu mọi người có một tâm thế nó khác luôn, và đủ số lượng thì mình tổ chức thôi. Thì ngoài những cái gì mà các anh chị góp ý thì cái này thực ra là ngoài góp ý cho em thì cũng là góp ý cho các anh chị ở đây, bởi vì chúng ta cũng đang là leader và sắp tới chúng ta cũng sẽ tổ chức những cái chương trình như này, và những cái gì mà các em gặp thì cũng tất nhiên là các anh chị cũng sẽ gặp, có thể là chúng ta đã làm nhưng mà làm đang còn chưa tới, hoặc là chúng ta làm tốt thì chúng ta góp ý có thêm vài cái ý tưởng để chúng ta làm tốt hơn, đúng không ạ? Ở đây thì có anh Hà cũng làm rất là nhiều nè. Anh Hà ơi, chắc đi ngủ rồi quá.
Ok, còn chị Hà ơi, chị Thu Hà. Chị thì mọi người đã góp ý hết rồi. Thực ra cái người thì chị thì mọi người giống như chị Phương góp ý rồi, nên là nghe thôi, nghe mọi người chia sẻ. Ok, em sẽ hỏi ở góc độ, bởi vì chị giống giống như là chị chưa tham gia thường xuyên được á, thì sẽ hỏi là cái lý do và động lực đấy. Đấy là cũng một cái góc độ để chúng ta biết là tại sao mọi người chưa tham gia thường xuyên được, tại sao mọi người hào hứng tham gia vào mỗi buổi sáng đúng giờ, còn có một vài anh chị thì vẫn là hứng thì tham gia, hoặc là có vui vui thì tham gia, kiểu 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 dạng vậy. Thì chị có cảm xúc như thế nào trong khoảng 2 tuần vừa qua, có những buổi chị tham gia, có những buổi chị không tham gia, thì khi tham gia thì chị thấy như thế nào, và không tham gia thì chị sẽ cảm thấy như thế nào? Thì cái này nó liên quan đến rule rất là nhiều, tại vì khi mà chúng ta xét rule nó tốt thì mọi người sẽ tham gia đều hơn. Thực ra thì chị như là không tham gia nhưng có 2 buổi thôi, bởi vì 2 buổi đấy là con chị dậy nó đói, nên nó đòi phải đi mua thức ăn cho nó, nên là chị không tham gia được. Mấy ngày hôm qua là chị mưa, thế là chị bị mệt đấy, chị không không muốn vào, bởi vì vào mà không bật cam lên mà phải ngồi dậy phải viết đàng hoàng ấy, nên là chị không vào thôi. Còn hôm nay thì người khỏe thì dậy đi tập thể dục, về thì vẫn cố gắng là về đúng giờ để nghe room vào room ấy ra, để vào nghe mọi người ấy, để có một cái ví dụ như là đến giờ mình học ấy, thì mình sẽ phải biết sắp xếp thời gian ấy, để mình về nhà mình nghe và mình thực hiện theo nó, thì nó là một cái tạo được cái thói quen cho mình. Và qua 2 tuần học vừa qua thì chị thấy là mình cũng phát tiến bộ lên mỗi ngày. Và kể cả từ lúc mà chị đi học cái lớp của Cương về thì 2 chị em cũng trở lên là tốt hơn và tự tin hơn đấy, kể cả khi mà quay video hay là live stream thì 2 chị em cũng tự tin lên rất là nhiều, nên là 2 chị em là luôn tạo động lực cho nhau mỗi ngày đấy, luôn trao cho nhau những cái câu nói mà để cho một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng, nên là chị thấy là rất là cảm ơn Cương. Ok, cảm ơn chị Hà. Thì đó là một vài cái điều em rất là cảm ơn, một lần nữa cảm ơn các anh chị đã góp ý và đóng góp để mà cho những cái người phía sau tham gia cùng với chúng ta sẽ có một cái môi trường tốt hơn. Và em cũng nhận ra được những cái điều mình cần phải cải thiện. Và tất nhiên là ở đâu đó trong các anh chị thì các anh chị cũng sẽ trải qua giống em, cũng sẽ tổ chức ra những cái lớp học, tổ chức ra những cái buổi như thế này, hay tổ chức ra những cái chương trình đào tạo tương tự, thì chúng ta cũng sẽ thấy mình cần phải cải thiện điều gì đấy. Mình đang làm, mình là chưa làm tốt thì mình sẽ làm cho nó tốt, mình đang làm tốt rồi thì mình làm cho nó tốt hơn nữa, để cho nó trở nên tuyệt vời hơn. Đó là những gì mà cảm ơn các anh chị chúng ta đã đồng hành trong 14 ngày qua. Thì thực ra thấy nó rất là nhanh, và cũng có rất là nhiều cái thứ mà em cũng đã chia sẻ khá là nhiều đó. Thì hy vọng là sẽ ứng dụng được, các anh chị sẽ ứng dụng được tất cả những gì mà chúng ta đã chia sẻ và cùng trao đổi với nhau, cộng với những cái gì mà đã nhận ở trong chương trình 3 ngày. Thì chúng ta sẽ cùng nỗ lực tiếp tục rèn luyện. Còn em rất là mong muốn được mời các anh chị quay trở lại tiếp tục với cái chương trình 21 ngày. 21 ngày đó thì em vẫn nói lại, đó là nó sẽ có ứng dụng thêm về cái việc mà chúng ta sẽ nghiêm túc phải làm về kênh YouTube, và cái việc mà từ những cái gì mà em tích lũy được, không phải từ các cái khóa học offline rất là nhiều tiền, hay là những cái tâm huyết về sân khấu và về nói trước đám đông, mà còn cả về video marketing nữa, để chúng ta có thể tạo ra được cho mình một cái thương hiệu, một cái chuỗi chương trình, và không phải chỉ 21 video mà sau đó mình sẽ tiếp tục làm thêm những cái video tiếp theo, và nó sẽ nghiêm túc hơn, nó bài bản hơn. Và đây, bởi vì các anh chị đang có nền tảng rồi, nền tảng đầu tiên là chúng ta đang làm, nền tảng thứ hai là chúng ta đang theo cái đà. Và khi mà chúng ta đang theo cái đà rồi thì chúng ta nên tiếp tục cái đà đấy. Còn nếu mà chúng ta bỏ qua cái đà đó thì nó giống như mà ngày xưa em hay lấy cái hình ảnh ví dụ mà cái bơm nước giếng khoan ấy, các anh chị còn nhớ cái hình ảnh em ví dụ về bơm nước giếng khoan không? Thì đó, mình đã bơm bơm đến một cái đà nó đang rất là tốt rồi, thì mình chỉ cần đụng nhẹ cái thì nước nó ra. Bây giờ mình tắt đi, mình coi như là mình chưa có gì hết, mình ngưng á thì nó sẽ phí, là nó sẽ rất là mệt. Và cái đang đà tốt thì các anh chị nên tiếp tục theo theo ở đây nó có 2 cái lợi ích. Lợi ích tiếp theo là các anh chị tiếp tục nỗ lực để cho các anh chị tốt hơn. Cái lợi ích tiếp theo, lợi ích thứ hai nó quan trọng hơn, là các anh chị đang là một hình mẫu những người rất là nghiêm túc. Và em rất là mong muốn cần những anh chị mà rất là nghiêm túc như này, để mà dẫn dắt các bạn ở trong cái nhóm tiếp theo. Và nhóm tiếp theo thì đa phần là những cái bạn liên quan đến nữ mà của châm tuyển sinh.
em thì chưa tuyển sinh ngày hôm nay, thì em chắc mục tiêu của em khoảng 10 boss tham gia vào trong cái chương trình đấy thôi, 10 boss mà em đang đồng hành, thì em sẽ mời họ, nói chung tất nhiên họ cũng phải đóng tiền hết rồi, thì để cho nó nghiêm túc để họ tham gia vô và để mà nó có kết quả hơn. Cái điều em rất mong muốn á là các anh chị tham gia cùng với em không phải là để em có số tiền là 3.8 triệu, mà là để là các anh chị là một cái hình mẫu là điều đầu tiên, và thứ hai là chúng ta tiếp tục cái đà đó để mình phát triển tốt hơn. Đối với các anh chị thì em tin là số tiền đấy nó không phải là cái gì lớn lao cả, mà nó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy nó dễ dàng để có thể chi trả, để cho mà mình chuyển mình thành một cái người mà ở một cái level cao hơn trong cái tư duy về chia sẻ, trong cái niềm tin về chia sẻ, cũng như trong cái sự nghiệp là chia sẻ. Bởi vì giống như em tin là bây giờ đối với anh Thắng thì trước là anh luôn suy nghĩ là mình chỉ mang tính chất là mình chia sẻ cho nội bộ nên mình cũng chưa nghĩ quá nhiều ra bên ngoài. Nhưng mà nếu như tiếp tục nuôi dưỡng từ những cái niềm tin, những cái cảm hứng từ những bạn có thể trẻ hơn, thì anh sẽ nối tiếp cái sự nghiệp chia sẻ lớn hơn của mình. Bởi vì thực ra là anh mà không chia sẻ thì nó phí lắm, bởi vì anh kinh nghiệm rất là nhiều và anh có rất nhiều cái điều hay mà nó cần phải lan tỏa ra. Thứ nhất là có thể cho các bạn trẻ cấp 3 để định hướng này, thứ hai là cho các bạn sinh viên, và thứ ba là cho cộng đồng khởi nghiệp, và thứ tư là cho đội ngũ lãnh đạo. Nói chung là đối tượng của anh tiếp cận thì bây giờ đối với em nhìn thì anh có thể tiếp cận rất là nhiều, và thậm chí là em có thể mời anh đến những cái chương trình chia sẻ về lãnh lãnh đạo, hoặc là những chương trình chia sẻ về một vài cái module liên quan đến bán hàng của em nữa. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta tạo ra giá trị. Bởi vì giống như anh thì tính toán gì về tiền khi mà đi chia sẻ như thế này, nhưng mà nó là những cái thứ mà mình trao giá trị, và cái giá trị đó lớn hơn rất là nhiều. Đó nên là em rất mong muốn các anh chị được đồng hành cùng em. Ngoài cái gói mà nếu thực ra 50 triệu thì đó là em cũng chưa có chốt, gọi là chốt tâm huyết, gọi là chưa có gọi là rác trong bán hàng, em cũng không có gọi là muốn chốt gì cho lắm. Nhưng mà cái câu chuyện là nếu các anh chị tiếp tục đồng hành cùng em thì nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều. Đấy là một vài điều mà em rất là mong muốn. Nên là nếu anh chị sắp xếp được thời gian, sắp xếp được cái tâm huyết và tiếp tục đồng hành thì nó sẽ vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đó, thì chương trình của em là 3.868 triệu, thì rất là mong và hy vọng và chắc chắn là cần thiết, cần các anh chị được đồng hành cùng. Và nếu như mà các anh chị nào mà đồng hành cùng á, mà cảm thấy sau cái chương trình 21 ngày mà cảm thấy không hài lòng thì có thể nói em để em gửi lại tiền. Đấy là một vài cái cam kết, đúng không? Đó là em chia sẻ một chút. Thì hôm nay rất cảm ơn các anh chị. Nếu em sẽ gửi thông tin nha. Rồi anh chị nào quyết định thì ngày mùng 5 tháng 8 chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên. Hôm nay là mùng 3 rồi. Còn ngày mai nữa, ngày mai thì có thể là em test một cái buổi mẫu với các anh chị trong nhóm mới. Thì nó đâu đó hiện tại thì đâu khoảng 20 người rồi. Mục tiêu của em là khoảng lên đến 30 người duy trì nó sẽ ok hơn. Đó thì em sẽ tham khảo thêm các cái quy trình của anh Thắng về nội quy, quy định và phạt, cũng như cái cách thức tổ chức nữa để làm cho nó sinh động hơn. Đó, ok. Dạ. Rồi, Tuấn thì chắc tiếp tục đồng hành chứ. Tuấn tiếp tục đồng hành với Tuấn sẽ ebook Cương nhé. Ok, cảm ơn Tuấn. Cảm ơn anh Thắng, hay sao anh Thắng ơi? Anh thì vừa lên chương trình hôm qua, anh suy nghĩ thực ra tham gia thì chủ yếu mình phải dành thời gian tâm huyết nữa. Anh thì hôm qua anh setup ở nhà, hôm qua anh setup hết một cái video để chuẩn bị làm cái cộng đồng trong nội bộ trước. Với lại anh đang có mấy chương trình làm một loạt các chương trình đào tạo. Thì anh sợ là, để anh suy nghĩ thêm. Em nghĩ là anh hãy quyết định đồng hành cùng với em đi, đồng hành cùng với một người đầy tâm huyết và tài năng, và chúng ta sẽ cùng nhau cất cánh. Với lại anh mà không vào thì nó lãng phí rất là nhiều nguồn lực anh đang có. Em nghĩ là anh đồng hành cùng em là tuyệt vời đấy, nên đồng hành ạ. Ok, để anh suy nghĩ xong anh sẽ trả lời. Vâng, em nghĩ là chốt thôi, gì đâu mà. Còn với chị giống như chị Hà đấy, chị Hà thì chị có thể rủ chị Hương, hai chị em cùng tham gia cùng và luyện tập. Đó là còn trong lớp mình thì hôm nay em sẽ chia sẻ thêm với lớp, chắc là hy vọng ở trong lớp có thêm khoảng 5-10 anh chị tham gia nữa, thì cái group nó lên khoảng 30-40 người thì nó sẽ đông vui hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là khi chúng ta tiếp xúc sâu hơn nữa với 30-40 người mà trong đó có khoảng 70% người lạ, thì chúng ta cũng sẽ tạo ra thêm nhiều cái kết quả mới, giá trị mới từ những mối quan hệ mới. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ cùng em. Chúc anh chị ngày mới tuyệt vời. Tuần mới tuyệt vời nha. Hẹn gặp lại các anh chị trong nhóm 21 ngày. Ok. Đồng hành với Cương sẽ có kết quả cao nha. Bye bye. Vâng, ok ạ. Bye bye. Chào anh chị nha.